tài liệu tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho các tỉnh thực hiện từ năm học 2008-2009. Đến nay thì đã thực hiện được 5 năm và số tỉnh tham gia dạy tài liệu này càng ngày càng nhiều. Và trong quá trình thực hiện thì cán bộ quản lý và giáo viên của các tỉnh đều có mong muốn là có được một bộ đĩa dạy về các mẫu của tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục để tiện cho quá trình tham khảo ở địa phương. Nên đáp ứng nguyện vọng của cán bộ quản lý và giáo viên tại các địa phương tham gia thì năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quay được bộ đĩa để dạy minh họa cho các mẫu của tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Bộ đĩa này được chuẩn bị rất là công phu với sự hỗ trợ của các chuyên gia và các giáo viên giàu kinh nghiệm. Bộ đĩa dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục thì có 14 đĩa, trong đó thì có 12 đĩa cho 5 mẫu và có 2 đĩa cho luật chính tả. Số lượng đĩa cho mỗi mẫu nó tùy thuộc vào cái dung lượng kiến thức của từng mẫu. Việc sử dụng bộ đĩa thì chúng tôi thấy là trong quá trình tập huấn tại Trung ương thì số cốt cán của các tỉnh tham gia tập huấn cũng chỉ là một số lượng hạn chế. Thế cho nên là họ được chứng kiến các giảng viên Trung ương dạy mẫu cho các mẫu. Nhưng mà khi về địa phương thì bản thân giáo viên cốt cán cũng chưa phải là người đã thành thục cái nội dung này, mà họ thì phải dạy lại cho cái giáo viên ở địa phương thực hiện. Thế cho nên là họ cũng gặp khó khăn. Cả ở tập huấn ở cấp huyện hoặc là cấp trường thì cũng tương tự như vậy. Vì tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục thì buộc phải dạy minh họa các mẫu để giáo viên hình dung ra một cái quy trình giảng dạy nó rất là mới, và cái phương pháp nó cũng mới. Thế cho nên là nếu mà giáo viên cốt cán mà chưa thành thục thì việc hướng dẫn cho các cái cấp tập huấn cấp dưới là nó sẽ khó khăn. Cho nên là khi mà có bộ đĩa này thì chúng tôi thấy là các địa phương nên sử dụng cho tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp trường. Khi mà tập huấn như thế thì sẽ làm cho giáo viên hình dung rõ được quy trình giảng dạy của từng mẫu và biết được phương pháp tổ chức dạy học của từng mẫu một cũng như là luật chính tả. Để làm cho giáo viên hình dung rất rõ ràng cái quy trình lên lớp nó như thế nào và cái việc tổ chức học cho học sinh ra làm sao. Thì cái điều này nó sẽ rất là thuận lợi trong quá trình mà tập huấn tại các địa phương. Đồng thời là khi mà giáo viên thực hiện giảng dạy trong năm ấy, họ xem lại đĩa thì họ sẽ hình dung ra được là đĩa dạy như thế nào và giúp cho họ giải quyết những khó khăn vướng mắc khi mà người ta giảng dạy cái bài nào. Thế và những cái điều cần lưu ý khi dạy mẫu đó. Ở đây lưu ý thêm một điều cho các địa phương khi sử dụng bộ đĩa này là chúng ta tuân thủ nghiêm cái quy trình của dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Nhưng mà những cái chi tiết bên trong như là tổ chức hoạt động học hay là sử dụng đồ dùng học tập hay là có thể kết hợp những cái phương pháp dạy học tích cực khác thì hoàn toàn có thể linh hoạt được. Và không có nghĩa là những cái gì giáo viên làm trong đĩa mẫu minh họa là bắt buộc phải làm y nguyên, mà địa phương có thể linh hoạt thay đổi cho nó phù hợp với địa phương mình. Đây không phải là đĩa mẫu mà đây là đĩa minh họa cho các mẫu dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục để chúng ta sử dụng cho nó đúng. Thì Vụ Giáo dục Tiểu học hy vọng và tin tưởng là có bộ đĩa này sẽ giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên ở các địa phương sử dụng trong quá trình tập huấn cũng như quá trình giảng dạy nó hiệu quả hơn. Vào năm 2005, tỉnh Lào Cai đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng, đặc biệt là chất lượng tiếng Việt của các cái trường tiểu học ở các cái xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, các cái xã đặc biệt khó khăn là một thách thức lớn của tỉnh Lào Cai. Quá trình chuyển giao và tiếp nhận cái tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục ở Lào Cai bắt đầu từ năm 2006. Lúc đó chưa có tỉnh nào triển khai cái chương trình này. Sau khi cái nghiên cứu cái đề tài khoa học cấp bộ, chúng tôi quyết định là lựa chọn cái chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục để đưa vào Lào Cai. Năm 2006,
với sự giúp đỡ của Trung tâm Công nghệ Giáo dục. Chủ trì là giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Đại. Chúng tôi đã tiến hành thực hiện cái chương trình thí điểm ở 4 huyện là Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương và Simacai. Đến năm 2007-2008, sau 1-2 năm thực hiện chương trình này, chúng tôi đã thấy cái ưu điểm của nó, hội thảo rút kinh nghiệm và sau đó quyết định nhân rộng ra từng bước. Cho tới năm học 2012-2013 này, tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Trong quá trình triển khai là quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, đồng thời là quá trình nhân cao cái nhận thức của cộng đồng cũng như là các cấp ủy và chính quyền địa phương. Về kinh nghiệm triển khai cái bộ môn tiếng Việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục thì chúng tôi đúc kết và thấy rằng cái yếu tố đầu tiên là yếu tố quản lý. Hệ thống quản lý chỉ đạo phải có quyết tâm cao từ cấp sở đến phòng giáo dục đào tạo huyện và đến các cái hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn ở trường tiểu học. Thứ hai là phải có cái sự ủng hộ và cái quyết tâm cao của đội ngũ giáo viên. Trong đó xây dựng cái đội ngũ giáo viên cốt cán từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện và ở các trường là yếu tố quyết định. Cái thứ ba là công tác tham mưu của Sở Giáo dục Đào tạo đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Phòng Giáo dục Đào tạo đối với Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố và của các hiệu trưởng nhà trường đối với Phòng Giáo dục Đào tạo trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục là yếu tố quyết định. Giáo viên trường tiểu học số 1 Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đầu chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục có 2 tuần không. Mục đích của 2 tuần không giúp học sinh làm quen với môi trường, bạn bè, thầy cô, lớp học, biết nhận nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát quá trình thực hiện và đặc biệt là học sinh biết báo cáo kết quả, rèn cho học sinh tính mạnh dạn, tự tin, quy ước với học sinh một số các ký hiệu, tín hiệu để thực hiện cho quá trình dạy học về sau. Ở bài vị trí trái phải giúp học sinh xác định được bên trái, bên phải. Ở bài trò chơi, học sinh sẽ được chơi rất nhiều các trò chơi khác nhau để củng cố các kiến thức đã học. Một lưu ý nhỏ với các bạn, khi dạy bài vị trí trái phải, giáo viên cần xác định vị trí đứng làm mẫu. Ở bài chơi trò chơi, giáo viên có thể thay thế các vật liệu khác nhau cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương mình để cho tiết học thêm phong phú. Hai tuần không, không học chữ nhưng lại có giá trị định hướng về sau. Thực hiện tốt hai tuần không sẽ tạo tiền đề cho các tiết học về sau. Tôi hy vọng các bạn sẽ có những tham khảo thú vị trong đĩa dạy này. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong sự việc trồng người. Cô chào chúng mình. Cô mời ban văn nghệ lên cho các bạn hát. Giờ tiếng Việt hôm nay, chúng mình sẽ cùng học về vị trí trái phải.
mời tổ ba. Việc đầu tiên, cô trò chúng mình sẽ xác định vị trí trái phải trên vật thật. Chúng mình cùng quan sát và nhắc lại theo cô. Tay trái. Tay trái. Tay phải. Tay phải. Rất tốt, chúng mình cùng thực hiện. Tay trái. Tay trái. Tay phải. Tay phải. Cô mời tổ 3. Tiếp tục quan sát và thực hiện cùng cô nhé. Vẫy tay trái. Vẫy tay trái. Vẫy tay phải. Vẫy tay phải. Và nhóm Phương Anh. Vẫy tay trái. Vẫy tay phải. Rất giỏi. Vẫy tay trái. Vẫy tay phải. Bây giờ chúng mình lại thực hiện cùng cô tiếp nhé. Úp tay trái. Úp tay trái. Úp tay phải. Úp tay phải. Cô thi xem ai úp tay đẹp. Cô mời tổ 2. Úp tay trái. Úp tay phải. Rất tốt. Rất giỏi. Bây giờ chúng mình lại tiếp tục thực hiện nhé. Sờ tay trái. Sờ tay trái. Sờ tay phải. Sờ tay phải. Cô mời nhóm bạn em. Sờ tay trái. Sờ tay phải. Sờ tay trái. Sờ tay phải. Sờ tay trái. Sờ cô khen các bạn thực hiện rất tốt. Bây giờ, cô trò chúng mình tiếp tục xác định vị trí trái phải với bảng to. Chúng mình cùng quan sát và thực hiện theo cô. Bên trái. Bên trái. Bên phải. Bên phải. Cô mời tổ 1. Là bên trái. Đây là bên trái. Đây là bên phải. Cô mời nhóm bạn Thủy Tiên. Đây là bên trái. Đây là bên phải. Tiếp theo. Đây là bên trái. Đây là bên phải. Đây là bên trái. Đây là bên phải. Rất tốt. Ở bên trái. Ở bên trái. Ở bên phải. Cô mời tổ 1. Ở bên trái. Ở bên phải. Ở bên trái. Ở bên phải. Ở bên trái. Ở bên phải. Cô khen. Bây giờ cô trò chúng mình tiếp tục xác định vị trí trái, phải trên bảng con.
chúng mình cùng quan sát. Cô coi đây là chiếc bảng con của cô, giống như bảng con của chúng mình. Trái. Trái. Chúng mình thực hiện lại. Trái. Cô mời Hà. Trái. Tiếp theo. Rất tốt. Cô mời tổ 1. Phải. Cô mời Thi. Cô mời tổ 2. Cô mời tổ 2 thực hiện lại. Phải. Tổ 3. Chúng mình cùng thực hiện tiếp. Bên trái. Bên trái. Mời Phương Anh. Bên trái. 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 Bên phải. Mời Ngọc Anh. Bên phải, 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 bên phải. Tốt lắm. Qua phần việc vừa rồi, cho cô biết chúng mình vừa được biết thêm điều gì? Ai giỏi? Cô mời Ngọc Anh. Một tràng pháo tay cho bạn. Chúng mình đã được xác định vị trí trái, phải. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng vận dụng vị trí trái, phải để tập viết. Chúng mình quan sát. Cô hướng dẫn viết nét cong trái. Nét cong trái có độ cao 2 đơn vị dòng kẻ, rộng 1 ô rưỡi. Cô đánh dấu tọa độ viết. Tọa độ 1 viết dưới đường kẻ số 3, đánh dấu điểm đặt bút. Tọa độ 2 viết trên đường kẻ số 2, đánh dấu nét cong về bên trái. Tọa độ 3 đánh dấu giữa đường kẻ số 2 và số 3, điểm dừng bút. Cô mời chúng mình chấm tọa độ. Ngẩng cao đầu lên. Chấm tọa độ 1, tọa độ 1. Ngẩng cao đầu lên. Chúng mình quan sát, cô hướng dẫn viết nét cong trái. Nét cong trái có độ cao 2 đơn vị dòng kẻ, độ rộng 1 ô rưỡi. Điểm đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3, viết một nét cong về phía trái và dừng bút giữa đường kẻ ngang số 1 và số 2. Cô mời cả lớp viết một nét cong trái. Chúng mình tiếp tục viết nét cong phải. Nét cong phải có độ cao và độ rộng như nét cong trái. Điểm đặt bút
dưới đường kẻ ngang số 3. Cong về phía phải, dừng bút ở giữa đường kẻ ngang số 1 và số 2. Chúng mình cùng viết một nét cong phải. Viết một nét cong phải. Viết một nét cong phải. Tầng cao đầu nâng ngồi thẳng Hoàng Anh. Cô khen chúng mình viết nét cong phải rất đẹp. Bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng mình viết một nét cong kín. Nét cong kín có độ cao 2 đơn vị dòng kẻ và độ rộng 1 ô vuông rưỡi. Điểm đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3, viết một nét cong kín và dừng bút tiếp giáp với điểm đặt bút. Chúng mình viết một nét cong kín. Viết một nét cong kín. Qua ngồi ngay ngắn. Viết một nét cong kín ở bên trái bảng. Bên trái bảng.